Gia Trang chào tất cả các bạn. Hôm nay tại Gia Trang sẽ đi tìm sự thật về việc ươm lá kim tiền làm sao cho gì nảy mầm giống như trên TikTok nhá. Thì hôm nay mình đã đi qua hàng xóm mình xin được một cái cành kim tiền tương đối đẹp và nhặt được miếng xốp này. Đó, và mình sẽ hướng dẫn là gì? Mình sẽ cắt miếng xốp này này. Đó. Nhỏ nhỏ như này thôi. Nhặt được cái miếng xốp này nó hơi không được sạch lắm. Nhưng không sao, mình thích sạch thì cắt này đi là được này. Đó, miếng xốp nhỏ như này thôi. Bây giờ mình sẽ chọn lá nhé. Như đây, mình sẽ gì? Bẻ cái lá này. Như đây ạ, mình sẽ bẻ cái cuống này xem nào. Rồi, ok, không bị gãy ạ. Không bị gãy, đừng để dập nhá. Rồi, và bây giờ mình sẽ dùng dao mình cắt cái gì? Cắt cái này. Để sao mình kẹp cái lá kim tiền vào đây. Kẹp cái lá kim tiền vào đây. Các bạn có thể để nó hơi rộng rộng dây dây một tí, rộng để thử xem là đưa cái lá này nó không bị quá bị chặt quá. Đấy, như thế này thôi là được rồi. Các bạn chỉ cần gì? Để nó làm sao ạ? Ngấm nước gì khoảng một gì? 1 cm như này thôi. À. Đấy, và các cá khác làm tương tự như vậy và sau đó chúng ta chỉ thả xuống gì? Một cái chậu nước nào đó nhé. Và chúng ta chờ thời gian xem nó có mọc rễ không ạ. Các bạn thân mến, hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tiến hành dâm lá cây kim tiền với tấm xốp như thế này. Thì đây là thành quả sau 20 ngày các bạn nhé. Các bạn nhìn đây, cả ba cái lá mình ươm này đều vẫn còn xanh tốt và nó đã bắt đầu cho ra rễ rồi. Đây, những cái phần đáy của cái cuống lá ấy, thì nó đã phình to như này và nó rất nhiều rễ, rễ trắng này mọc ra như này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc đó là ra bầu cho những cái lá này để chúng mình có thể trồng lên chậu. Ok, chúng ta sẽ theo dõi quá trình này nhé. Đây mình có một cái lá riêng như này, cái lá này thì nó cũng ra rất nhiều rễ rồi đây. Ok các bạn, để ra bầu cho cái lá cây kim tiền ươm bằng lá như thế này thì chúng ta sẽ cần một là cái túi bầu ươm, hai là sơ dừa. Cái sơ dừa là cái các bạn có thể mua một cái viên nén như thế này, các bạn cho nước thì sẽ nở và nó sẽ tạo thành sơ dừa như thế này. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ra bầu luôn. Mình có chuẩn bị sẵn một cái viên nén sơ dừa mà ươm sẵn nước đây. Và mình cho trước một phần vào đây để mình thả cái lá này vào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ cái lá cây kim tiền mà đã có rễ này ra khỏi cái giá thể là cái miếng xốp như thế này. Rồi chúng ta khoét một cái lỗ. Các bạn nhớ là khoét một cái lỗ tương đối lớn ở trên cái... cái bầu gỗ này nó tương đối lớn một chút nhá. Khi mà nó lớn thì khi mà mình cắm cái rễ này vào này, nó sẽ không bị gãy cái rễ. Nếu mà gãy cái rễ này thì cái tỷ lệ sống sót của cái cây kim tiền nó ươm từ lá này thì nó không cao. Do vậy thì chúng ta sẽ phải để nó to ra một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ để cái lá cây kim tiền này vào. Rồi chúng ta bắt đầu phủ sơ dừa xuống. Các bạn nhớ là làm rất là nhẹ nhàng thôi. Rất là nhẹ nhàng thôi. Nếu mà các bạn làm mạnh quá thì nó sẽ bị gãy rễ và sẽ làm thối mất cái rễ không lên được. Đó. Thì mình có ươm sẵn một cái bầu, mình làm sẵn một cái bầu đây, bầu sơ dừa này. Thì mình sẽ cho tiếp nó vào đây. Cái sơ dừa này thì nó đã có thành phần dinh dưỡng sẵn rồi. Nên là các bạn chỉ cần giữ ẩm, tưới nước hàng ngày cho cái bầu ươm này là được thôi. Ok. Đó. Các bạn dùng tay ấn nhẹ nhẹ một chút nó xuống. Ok, đây là cái thành quả của mình ra bầu ươm. Thì
Những ngày tiếp theo thì cây này nó sẽ bắt đầu đâm rễ vào cái bầu và nó hình thành một cái bầu ươm hoàn chỉnh để mình có thể cho ra chậu to hơn, cho ra chậu mình trồng trên đất này hoặc là mình trồng ở trên thủy canh cũng được. Khi cái bộ rễ nó phát triển thì mình có thể cho ra chậu to hoặc là cái lọ để mình trồng thủy canh đều được. Ok các bạn nhé. Đây, tương tự thì những cái này thì chúng ta cũng sẽ tiến hành ra bầu ươm tương tự như vậy. Mỗi một lá thì chúng ta chỉ ra trên một bầu ươm này thôi nhá. Để khi mà mình trồng thì nó sẽ dễ trong cái quá trình mà mình tách cây và đưa ra chậu. Nếu các bạn mà trồng nhiều lá vào một một chậu quá thì thứ nhất là cái rễ này mình vừa khó đưa vào này, bởi nó đang xòe như này. Nếu mà mình đưa vào mà nhiều nhiều cái lá có rễ như này sẵn vào ấy thì nó sẽ bị gãy. Mình nên chỉ để là một lá trên một chậu thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Thì chúng ta sẽ chờ cái này trong khoảng độ 10 đến 15 ngày nữa. Thì khi mà nó rễ nó bắt đầu bám vào cái bầu ươm một cách chắc chắn thì chúng ta sẽ kiểm tra. Và khi nào mà nó bắt đầu lên thành cây từ những cái lá này, những cái phần này nó lên thành cây và nó chia thành các lá nhỏ hơn thì chúng ta sẽ đem ra chậu để chúng ta trồng. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Video đến đây thì mình hẵng tạm dừng kết thúc ở đây. Hôm nào mà khi mà có thành quả cụ thể sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp theo.